Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị. Mình sẽ tiếp tục với cái chuỗi series chia sẻ về luyện dịch Việt-Nhật. Đây là cái dự án mà mình đang thực hiện cùng với lại team Cái Nền Radio, dịch các cái bài nói của thầy Văn Văn Trường. Và nhờ vào cái sự giúp đỡ của team cũng như là mọi người cùng nhau chữa cái phần dịch đấy mà mình có thể phân tích ra cái video ngày hôm nay. Thì nội dung của cái bài ngày hôm nay nói về động lực học và ngoại ngữ. Nó là một cái chủ đề mà mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp với lại cái kênh của mình hiện tại. Khi mà hiện tại các bạn đang học ngoại ngữ là tiếng Nhật, và chúng mình sẽ xem là cái cách suy nghĩ của thầy để mà có thể tìm ra được cái động lực học ngoại ngữ, học tiếng nước ngoài của chúng ta sẽ là gì nhá. Nào chúng mình cùng bắt đầu nha. Dạ, con chào thầy. Con tên Ánh Nguyệt, năm nay con 27 tuổi. Con yêu thích việc học nhiều ngôn ngữ và cũng đang theo đuổi nó. Câu này thì là khá là đơn giản, nói về lời giới thiệu Sensei Ohayou gozaimasu, Ánh Nguyệt tô moshimasu. Cái đoạn mà năm nay con 27 tuổi, con yêu thích việc học nhiều ngôn ngữ ấy, thì mình sẽ có cái cụm là Fukusu no gengo, manabu no ga suki de, và zutto shugyo shiteimasu. Cái đoạn mà theo đuổi thì trong team của mình có tìm ra cái từ đó là shugyo. Shugyo ở đây là tu nghiệp, hay còn gọi là mình học tập rồi mình theo đuổi rồi mình đam mê, mình rèn luyện với nó ấy. Cái đoạn mà con năm nay 27 tuổi thì mình thấy rằng là trong các cái phần giới thiệu Jikō Sōkai của người Nhật, người ta cũng rất là hay sử dụng cái từ là bao nhiêu tuổi đó, xong là cộng với lại nari. Ở đây mình viết thiếu cái chữ ní rồi, có nghĩa là năm nay thì con đã 27 tuổi, và để ghép với cái câu đằng sau ấy thì mình sẽ chuyển thành cái dạng kết lửng ấy. Kotoshi 27 sai ni nari, fukusu no gengo wo manabu no ga suki de zutto shugyo shiteimasu. Đang theo đuổi nó. Mục tiêu con học ngôn ngữ là vì con thấy thích và cũng muốn hiểu được ngôn ngữ của nhiều người. Tuy nhiên, con lại thường xuyên bị mất lửa và động lực. Rồi, con thường xuyên bị mất lửa và động lực. Lửa ở đây thì chắc là cái sự nhiệt huyết, còn động lực thì ở đây nó chính là cái từ yaruki. Còn cái đoạn mà con thường xuyên ý, con thường xuyên thì thường thường mọi người sẽ hay nói là yoku gì đó, nhưng mà mình tra ở trên mạng thì mình thấy có một cái cụm đó là usunayasuku natemas, là chúng ta sẽ dễ dàng mất đi cái động lực đó, dễ dàng chúng ta hay bị mất đi động lực và mất đi cái nhiệt huyết ấy, thì sẽ là zonetsuto yarukio usunayasuku natemas. Còn cái đoạn ở bên trên thì nó dễ rồi, gaikoku go no benkyou no mokuteki wa tobito no gengo wo rikai shitai desu. Cái từ ẩn ở đây nó thay cho cái từ no desu, là kiểu miêu tả về cái cảm xúc hoặc là cái tâm trạng của tác giả, đúng không ạ? Thêm một cái nữa là cái cụm từ mà gaikoku go no benkyou no mokuteki này, thì nếu như mà để rút ngắn lại cái cụm này ấy, mình cũng có thể dùng cái cụm đó là gengo gakushu no mokuteki toshite wa, là cái mục đích của cái việc học ngôn ngữ, đúng không ạ? Thì khi mà nói cái từ mokuteki toshite wa thì có nghĩa là mình kiểu mình nhấn mạnh thêm cái đấy thôi, đúng không? Là cái mục tiêu của cái việc học đấy chính là hiểu cái ngôn ngữ của nhiều người. Mà không chỉ với ngôn ngữ, con cũng bị tương tự như vậy với cái nghề nghiệp mà con đang theo đuổi. Rồi, không chỉ với cái ngôn ngữ thì là gaikokugo hoặc là gengo no benkyou dake dewa naku sokugyo demo so desu. Con có thể hỏi thầy, các thầy đã và đang tạo động lực, giữ lửa cho bản thân trong suốt nghề nghiệp của mình được không ạ? Rồi, con có thể hỏi thầy về cách thầy đã và đang tạo động lực giữ lửa. Cái đoạn mà đã và đang tạo động lực giữ lửa cho bản thân trong suốt nghề nghiệp của mình, thì ở đây tại vì cái câu này nó hỏi về cái lời khuyên ấy, nên là mình có chuyển ngữ là do sư đề bà y desu ka. Còn cái đoạn là soyu koto de thì để nối với cái câu đằng trước là cái bạn đặt câu hỏi này, bạn ấy đang rất là không biết là tại sao mình cứ hay bị mất động lực ấy, thì là soyu koto de, là với cái tiền đề như thế, với cái việc như vậy thì là do sư đề bà y desu ka, hoặc là do sư đề bà y desu ka, là cần làm gì để có thể mà duy trì easy cái động lực, cũng như là để yarukiyo đa sự, là đưa ra được cái niềm hứng khởi hoặc là cái việc là nhiệt huyết trong cái nghề nghiệp của mình, đúng không? Sokugyo de no zonetsu ya yarukiyo dasute sarani zutto izi suru yoni do sureba ii desu ka? Ii desho ka? Con xin cảm ơn thầy. Rồi, con xin cảm ơn thầy. Thì cái đoạn này ở trong team của mình có bạn tìm ra cái cụm này mình tra ở trên mạng, có nghĩa rằng là gì, là
Rất là mong rất là cảm ơn thầy vì thầy đã trả lời giúp con ấy, kiểu là trước khi mà người ta trả lời, trước khi mà người ta chỉ dạy cho mình ấy, thì là mình sẽ nói lời cảm ơn trước với những cái hành động đấy của người ta, thì là Saki ni likai o shimeshite kudasatte arigatou gozaimasu. Đây là câu trả lời cho Nguyệt Ánh. Đây là câu trả lời cho Nguyệt Ánh, thì là câu trả lời cho Nguyệt, đây là bình thường sẽ mình sẽ thấy là kore wa nani nani desu, sore wa nani nani desu, thì với cái dạng này nó chính là kore wa kotai desu, nhưng mà cho Nguyệt Ánh thì là e no kotai desu. Nguyệt Ánh à, câu hỏi của con có nhiều thứ khác nhau. Rồi cái câu hỏi của con thì có nhiều thứ khác nhau. Đoạn đằng sau thì thầy nói về hai cái vấn đề có ẩn chứa ở trong cái câu hỏi này, nên là mình có để cái dạng đó là niu wa ironona mondai ga arimasu. Thứ nhất là học ngôn ngữ, thứ nhì là làm sao tự tạo cho mình cái động lực của mình. Rồi, thứ nhất là học ngôn ngữ, hitotsume wa gai kokugo manabu koto, và futatsume wa jibun de yaru ki o dasu shikata desu ne. Vấn đề của con ấy anh ạ, nó rất phổ biến đấy, bởi vì rất nhiều người học mà không có động lực. Nó rất là phổ biến, thì mình ở đây trong bọn mình chỉ có để đó là anh sàng anata no mondai hoặc anata no shitsumon, thì Soremo ở đây để nhấn mạnh lại hoặc là để nhắc lại cái anata no mondai này này, thì là cũng là một cái vấn đề mà rất là nhiều người đang 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 gặp phải, đúng không? Kakaiteru, tại vì mondai nên là mình sẽ đi với lại kakaiteru là mọi người đang 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 phải có cái vấn đề đấy, và okuno hito ga yaruki nashi manande iru kara desu, bởi vì là mọi người đang không học mà không có cái động lực. Thế thì tại sao mình học lại mình không có động lực? Đó là tại vì rằng là cái gì mình học, mình thấy rõ rằng là mình học một cách hàn lâm. Rồi, cái lý do mà mình không có động lực ở đây thầy có nói rằng là do mình học một cách hàn lâm, có nghĩa là học một cách văn vở, học một cách lý thuyết và sáo rỗng, nó không áp dụng được vào thực tế. Nên ở đây nó sẽ có cái cụm ở đây đó là kizô no kurong, là sáo rỗng rồi không có tí thực tế nào hết ấy. Thì cái lý do của cái việc đó là cái cách học đấy nó vẫn còn mang tính hàn lâm hoặc là mang tính gọi là lý thuyết rồi sáo rỗng gì đó, thì là mình sẽ dùng cái cụm này. Tức là mình học để có một cái trình độ, nhưng mà mình không học để có một cái cơ hội áp dụng nó. Rồi, tức là mình học để có một cái trình độ, chứ mình không học để mà có cái cơ hội để áp dụng nó. Áp dụng ở đây sẽ là cái từ oyo sự kỳ cải, còn cái đoạn mà có để đạt được một cái trình độ nào đấy thì là a được t độ o hoặc là a được le b được o ta sự được ta mê ni mana bự to yu koto desu, và oyo sự kỳ cải o e được ta mê wa arimasen. Ngày xưa đấy con ạ, khi mà thầy còn bập bẹ tiếng Anh ấy, thầy cũng không có giỏi tiếng Anh lắm cái hồi đó đấy, chứ bây giờ thì thầy nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ rồi. Rồi, thầy hồi mà cái thầy còn bập bẹ tiếng Anh ngày xưa ấy, thì có cái từ là izen. Izen ego manabu toki watashi mo heta deshita. Có là thầy cũng không có giỏi tiếng Anh lắm, rồi là có cái từ heta. Demo ima wa mo bogo mitai ni hanaseru you ni natte kimashita. Cái này chắc lại trong tim mình đánh nhầm cái chữ Hán của đây, nó chính là cái từ bogo, chứ cái từ kuni này không cần. Nó chỉ là cái chữ mẹ và cái chữ ngữ này thôi, là bogo mitai là đã giống như là cái tiếng mẹ đẻ của mình rồi. Khi thầy học tiếng Anh ấy, thì cũng có một lúc thầy giống con, chả hiểu học để làm gì cả. Rồi, a được đàn cãi, gọi là có những cái lúc thì mình sẽ để đó là a được đàn cãi ego bên kêu ste được toki anata no yona kimochi o mottan da, đã từng có một cái tâm trạng giống như là con ấy, nano tame ni manabu ka wakarimasen deshita. Mình bảo rằng học tiếng Anh để mà mình biết tiếng Anh. Rồi mình bảo mình học tiếng Anh để mà mình biết tiếng Anh, học tiếng Anh bởi vì là mình cần. Học tiếng Anh bởi vì mình cần, về mặt hàn lâm mình cần có tiếng Anh. Ôi rồi ôi, học rất là vất vả, và cái kết quả thật là nó cũng không có thể hiện một cách rõ ràng. Rồi ở đây có cái cụm là kết quả không được thể hiện một cách rõ ràng thì là kể cả mô hakkiri miemasen deshita. Còn cái đoạn ở đây là mình học để làm gì? Mình học tiếng Anh để mình biết tiếng Anh, rồi mình học tiếng Anh để mà
biết về mặt hàn lâm của nó đúng không? Thì ở đây sẽ là ego mana bunuwa, ego ga dekirushi. Si đây là miêu tả các cái tính chất của sự vật sự việc, đó là cái việc, cái lý do. Cái no á, đây là cái lý do để mình học tiếng Anh, là vì là mình học để mình biết tiếng Anh này, để mà mình cần tiếng Anh về mặt hàn lâm hay còn là về tính học thuật đấy, đúng không? Thì là so đấy đệ, chính vì vậy cho nên là cái việc học nó rất là tai hèn, đúng không? Và cái kết quả thì hakkiri miemasen deshita. Thế nhưng mà tuy nhiên bất thình lình nó có một cái chuyện đã xảy ra là cái năm đó là năm 1972, và cái năm đó thế thì sở của thầy mới nói rằng là anh Phan ạ, anh hãy đi một vòng thế giới tới 7 nước và anh phân tích cho tôi những chính sách đô thị của họ. Rồi, thế nhưng mà xảy ra một cái chuyện gọi là bất thình lình đúng không ạ? Thì là sẽ là Tochigen Nakutō ga okorimashita vào cái năm 1972 đấy. Rồi lúc đó, khi đó thì nó sẽ có cái từ là Toji. Cái đoạn ở đây là sở ấy, thì là mình có cha thì là cái từ chô kara đúng không? Thì iware master là iwareru, ở đây là thầy được nói, là thầy được sở nói rằng là Phan sang sekai juno chika koku ni itte toshi seisaku o bunseki shite kure to iwaremashita. Thế nhưng mà khi mà thầy nhìn thấy danh sách của 7 nước đó thì ôi rồi ôi chết rồi, 7 nước đó là 7 nước nói tiếng Anh. Rồi, nhưng mà nhìn cái danh sách đúng không? Kuni no ichiran o mitte, subete wa eigo de hanasu kuni datte kizuite bikkuri shimashita. Có nghĩa là rất là ngạc nhiên, ôi chết rồi đó, ngạc nhiên vì là nhận ra rằng là đạt tệ, rằng là tất cả các cái nước đấy thì đều là các cái nước nói tiếng Anh. Và bây giờ mình phải sang mình gặp, thứ nhất là phải xin gặp người ta đã, nhưng mà viết cái thư gửi xin gặp. Rồi cái đoạn này thì khi mà chuyển ngữ thì mình chỉ có nghĩ ra cái cách là chuyển ngữ, là có là mình sẽ phải làm việc A, làm việc B, làm việc C, rồi làm việc D. Khi mà mình sang các cái nước đấy ấy, thì sẽ là Sochira ni ittari, Aoyo ni irai shitari, Tegami o kaitari shite. Thế rồi sau đó rồi mình tới mình gặp rồi thì mình phải nhí nhố tiếng Anh của mình. Ôi chao, nguy hiểm quá. Rồi, ôi chao nguy hiểm quá thì mình có để là yabai hoặc là nan to ka yabai. Wow, それから自分の英語で話しないといけないです。Gọi là nói cái tiếng Anh nhí nhố của mình ấy, thì ở đây mình chỉ để đó là自分の英語 thôi, tại vì là đang nói về cái việc là thầy không tốt tiếng Anh lắm. Thế nhưng mà con có biết không, chỉ trong 2 tháng thôi, trước khi đi, trước khi lên đường, thầy đã giáo diết học tiếng Anh với một cái động lực kinh khủng. Với cái động lực kinh khủng ở đây sẽ là yaruki man mạn, có nghĩa là rất là hừng hực khí thế, và học tiếng Anh với cái yaruki man mạn đúng không? Thì là demo nikagetsu inai ni gaikoku, demo nikagetsu inai ni gaikoku ni iku mae ni yaruki man mạn de eigo o manabimashita. Bởi vì rằng là nếu không thì cái cơ nghiệp của mình thì nó cũng bấp bênh. Rồi, なぜなら、そうしなければ自分の事業も不安定になってくるからです。Thế là mình học các ngôn ngữ tiếng Anh về thiết kế đô thị, về chính sách đô thị, về chính sách đậu xe, chính sách giao thông. Mình học về gia cư, mình học về chỉnh trang lãnh thổ. Rồi, cái đoạn mà gia cư với chỉnh trang và lãnh thổ như đoạn này bị thiếu mất rồi. Nhưng ở đây nó sẽ là gì? Thiết kế đô thị sẽ là urban design. Đây là trong tim của mình có tìm ra các cái từ này. Đó là Toshi Seisaku này, Parking Seisaku này, Kotsu Kikan nado nitsuite no Eigo o benkyou shi hajimeta. Toàn bằng tiếng Anh thôi. Eigo dake de benkyou shite Mình học đến đâu mình thuộc đến đó con ạ. doko made benkyou sureba sore o anki shinakereba narimasen. Đó là tại vì rằng là mình có một cái mục tiêu mà mình phải đạt được. Nếu không thì nó sẽ tạo cho mình nhiều khó khăn sau này. Đó là vì mình có thêm cái mục tiêu mà mình phải đạt được. Nếu không thì nó sẽ tạo ra cho mình nhiều khó khăn sau này. Thì là それは達成しなければならない目的をもう持っていますからです。目的を持たなければ困ります。đúng không? Thì mình chuyển ngữ như vậy. Thế thành thực ra thầy nói thật với con rằng là cái chuyến đi đó của thầy thầy khá thành công. Đúng không? ですからその出張はかなり成功になりました。Cũng có sơ sót nhiều nhưng mà khá thành công, và công ty hồi đó đã khen thưởng thầy.
そう、いくつか間違いがあったが、かなり成功しました。その時、会社からも褒めてくれました。Cái đoạn này viết bị sai nha các bạn, hôm nay tệ kurimasta. Cũng phải nói với con là hồi đó thầy cũng mới bắt đầu làm việc được có 2 năm, tức là mình là cái người mới bắt đầu sự nghiệp. Rồi, 実は当時2年くらい働き始めたばかりです。すなわち、エチレキを始めたばかりです。Cái từ etchiliki đây nó là mình có tra trong tim có tìm ra được cái từ này, đó là cái lịch sử nghề nghiệp ấy thì mới bắt đầu thôi. Thế thì thế rồi một hôm con ạ, bất thình lình thầy đã sang một cái chức vụ khác ở một công ty khác. Rồi, それからある日、một hôm ある日、突然別の会社で別の職務を受けました。Họ mới bảo rằng là anh Phan ạ, anh sẽ chỉ huy một cái đội mấy chục nghìn người mà trong đó thì một nửa là số là người anh. Rồi, 彼らがあなたは半分以上のイギリス人の何万人ほどのチームを指揮者になるよと言ってくれました。Anh sẽ là sếp đại khái 12.000 người anh. rồi 1万2000人のイギリス人ぐらい上司になるのです。các văn hóa báo cáo với văn hóa văn bản đều bằng tiếng Anh hết. rồi そして英語の報告書や契約書などをサインしなければなりませんです。Anh có biết không? Thầy có thể nói với anh rằng thầy đã bắt đầu thực sự nắm vững tiếng Anh vào trong cái thời kỳ đó. Rồi, có thể nói rằng là có là thời kỳ đó thì mình sẽ hiểu là từ cái thời kỳ đó trở đi đúng không? それ以来からこそ英語をしっかりと把握できるようになりました。Đó là tại vì rằng là sáng nói tiếng Anh, trưa nói tiếng Anh, chiều nói tiếng Anh, tối nói tiếng Anh. Rồi, cả ngày nói tiếng Anh đúng không? Thì là ずっと一日中英語を話すからです。Và đôi khi ban đêm cũng mơ luôn bằng tiếng Anh. Rồi, ở đây mình gặp là cái từ maremo, có là đến ngay cả cái lúc mơ ấy thì vẫn mơ thấy giấc mơ bằng tiếng Anh đúng không? Ego no yume maremo mimasta. Đấy. Thành ra là mình sụt sùi với tiếng Anh. Rồi, cái đoạn sùi sùi này thì mình cũng không biết là cái từ láy, cái từ tượng thanh, từ tượng hình ở trong tiếng Nhật đó là gì. Nếu như mà bạn nào biết thì có thể comment và nói cho mình thêm trong cái trường hợp này mình sẽ dùng là gì nhá. Còn đâu hôm đấy thì trong tim cũng không có tìm ra được từ nào hết và có nói đơn giản là ego to sekatsu o kurashimashita. Và tất nhiên là mình có một động lực rất là cao, bởi vì khi mình làm sếp của 12.000 người Anh mà nó đứa nào cũng nói tiếng Anh hay hơn mình thì đôi khi mình cũng tủi thân, mình bảo rằng mình làm sếp chúng nó thì ít nhất mình cũng phải làm cho chúng nó hiểu cái sự chỉ giáo của mình, cái sự chỉ đạo của mình. Rồi cái đoạn mà tủi thân này này sẽ nó có cái từ là lệt tô càng, là kiểu cảm giác mình kém cỏi ấy, lệt tô càng ga arimasu này. Còn cái đoạn là một khi mà mình đã làm sếp thì nó có cái cụm cấu trúc là karaste, có là một khi mà đã là giáo viên thì phải thế nọ thế kia này, rồi một khi đã là sếp thì nọ thế kia ấy, thì sẽ là một chi động zubun yori umaku hanaseru igirisu jin no juni 12,000人の上司からとして、ほかからして英語が話せなかったら劣等感があります。それで動機が自動的に高まります。và cái đoạn là nếu であれば đúng không? 彼らの上司であれば少なくとも自分の指導を理解してもらわなければなりません。Đấy con ạ, cái động lực nó tới khi mà mình thấy cái cơ hội để áp dụng cái gì mình học. Rồi thấy cái cơ hội để mà mình áp dụng cái việc mình học thì cái động lực nó sẽ đến. Yaruki ga umarete kimasu. Khi mà bên kia sư được của tố ô yô đi ký được kỳ cái gạ mê tả lạ. Chứ còn nếu mà học Chứ còn nếu mà học để mà hỏi rằng tôi muốn có một cái trình độ giỏi tiếng Anh thì mình sẽ không có động lực đâu. rồi có cái trình độ, có là nếu mà nói rằng là tôi chỉ muốn cái trình độ tiếng Anh thôi đúng không ạ? Shikaku otoro to benkyou suru to yaruki ga arimasen yo. Vì cái thái độ đó là thái độ hàn lâm, chứ còn khi mà mình có một cái thái độ thực dụng thì nó sẽ đem cho con một cái động lực rất là lớn. Rồi cái thái độ đấy nó là cái thái độ mang tính hàn lâm đấy, gakujutsu teki na mono dake desu. Hontou no taido o motta, có là một cái thái độ thực sự ấy, thì sẽ là hontou no taido o motta okina
Yaruki. Cái đoạn này mình lại đánh máy nhầm rồi các bạn. Okina yaruki o motarashimasu. Thế thì con có hỏi thầy bảo là thầy lấy đâu ra cái lửa mà nuôi dưỡng cái lửa của mình, lửa bên trong con người của mình như thế nào? Rồi làm thế nào mà thầy có thể nuôi dưỡng cái lửa bên trong của mình đúng không ạ? Doko kara moete de hi o totte uchinaru yaruki o oginau ka to kikareta ra. Thì con ạ, lúc nào thầy cũng thèm học, bởi vì rằng là mình thấy mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Này ni benkyou shitai kimochi o motte imasu. Naze ka to iuto, mainichi seichou kan o kanjiru kara desu. Con sẽ rất ngạc nhiên rằng là cái con đời của thầy năm nay 75 tuổi tròn rồi đấy mà vẫn thấy mình chưa trưởng thành. Rồi vẫn thấy mình chưa trưởng thành là mizuku hoặc là chưa chín ấy, đúng không ạ? Watashi wa mo 75 sai ni natta ga mada mizuku da to kanjiru to wakatta ra ororoku kamoshirenai. Đó là tại vì cái sự trưởng thành ấy nó cũng không phải là một một cái ý tưởng cục bộ đâu. Rồi cái đoạn này thì thực ra thì mình cũng không hiểu rõ cái ý của thầy lắm, nhưng mà ở đây trong tên mình có thống nhất là có dịch ra như thế này là cái sự trưởng thành đúng không, cái sự seijuku tối ưu của tờ báo ạ. Nó không phải là một cái ý tưởng gọi là cục bộ đâu. Cái từ cục bộ này thì là hôm trước thì mình cũng có dùng ở trong cái video đầu tiên của thầy ấy, đúng không? Thì thầy rất là hay dùng cái từ cục bộ này, thì nó là cái cách nghĩ mà nó rất là thiển cận hoặc là cái cách nghĩ mà nó ngắn ngủi ấy, nghĩ mà nó ngắn ngủi ấy, thì sẽ là dùng cái từ senken này. Cái trưởng thành á là mình không bao giờ tới, cái trưởng thành á là luôn luôn mình có thể tiến hơn được nữa và mình sẽ trưởng thành được hơn nữa mỗi ngày. Rồi cái trưởng thành là mình không bao giờ tới, có ý nói ở đây là mình hiểu là cái sự trưởng thành ấy thì nó sẽ không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ trưởng thành cả, hoặc không bao giờ có cái sự trưởng thành nhất cả, thì nó sẽ luôn luôn nó là một cái quá trình mà mình tiến lên tiến lên tiến lên, và không lúc nào mà mình cảm thấy bằng lòng hoặc là không lúc nào mình cảm thấy là mình đã trưởng thành thực sự ấy. Nên là seijuku というのはなかなか来られないものです。mono đây là có nghĩa là định nghĩa rằng là cái sự trưởng thành thì nó là như vậy. Seijuku というのはいつも頑張って前向きに進んで日々もっと成長になるのです。đúng không? Hàng ngày mình cảm thấy trưởng thành rồi, hàng ngày mình tiến lên phía trước. Thì Thế chỉ có cái ý nghĩa đó thôi nó cũng đã đủ tạo cho thầy một cái động lực rất lớn, cái ngọn lửa bên trong nó luôn luôn cháy. rồi chỉ cần cái ý nghĩ đấy thôi là thầy đã có một cái cảm động lực rất là lớn đúng không ạ? Thì là so kangai da ke de yaruki man man ga detekimasu ga deru, ở đây là tự nhiên là mình sẽ có cái động lực khi mà mình nghĩ như thế. Thế chỉ có cái ý nghĩa đó thôi nó cũng đã đủ tạo cho thầy một cái động lực rất lớn, cái ngọn lửa bên trong nó luôn luôn cháy. Rồi cái ngọn lửa ở bên trong nó luôn luôn cháy thì là uchinari no hi ga itsumo moete imasu. Và khi mà một người như anh mà đặt câu hỏi cho thầy thì thầy lại cảm thấy rằng ôi mình trả lời như thế này có đầy đủ chưa hay là mình còn thiếu sót cái gì. Cái đoạn này ý của thầy nói rằng là tức là khi mà có một người đặt cho mình cái câu hỏi như vậy thì lúc nào mình cũng tự xem xét lại bản thân mình xem là mình trả lời thế có được hay không, đúng không? Anh sang no yona kara shitsumon o kikareta ra konna ni kotae wa shubun na no ka mada fusoku na no ka itsumo jibun de hansei shimasu. Mình trả lời như thế này có đầy đủ chưa hay là mình còn thiếu sót cái gì, và nếu còn thiếu sót cái gì thì mình còn lại phải tự học còn thầy. Rồi nếu mà còn thiếu sót cái gì thì mình lại phải tự học tiếp, tự trau dồi thêm đúng không? Sore ni fujiubun na tokoro ga mada aru to wakatta ra ikitsuzuite jigaku shite kaizen shio. Tự học và phải tiếp tục trau dồi thêm đấy con ạ. Cái lẽ của cuộc sống là luôn luôn phải tự học, luôn luôn phải cầu tiến để thực dụng cho cái việc mình làm. Rồi ở đây nó là cái lẽ của cuộc sống thì chắc là jinsei no ikigai wa jibun no sokugyo no tame ni ichire mo jigaku de senpo dekina seishin no motsu no ga hichyou desu. Tức là cần phải có cái tinh thần cầu tiến, cần phải có cái sự tự học để mà có thể phục vụ cho cái công việc của mình. Jibun no sokugyo no tame ni. Chào anh nhé. Như vậy chúng mình đã vừa phân tích xong cái đoạn mà mình có cùng với team chuyển ngữ, thì sẽ có rất là nhiều những cái
phần mà mình nghĩ là sẽ còn chưa thể nào mà có thể gọi là hoàn hảo, cũng như là sẽ có những cái cách dịch hay hơn. Thế nên là nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là mình có những cái cách dịch này, có những cái cách dịch kia để mà cùng thảo luận và cùng trao đổi với mình, thì hãy để lại ở dưới phần comment để mình có thể lắng nghe và cải tiến trong những cái bài dịch tiếp theo của bản thân mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Jenny.